Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Mạnh Lực Dương Quý vị và các bạn thân mến, quan hệ xuất ngoài là tình trạng nam giới rút dương vật ra khỏi âm đạo khi đạt cực khoái và tiến hành phóng tinh ở bên ngoài Tuy nhiên thực tế cho thấy rằng biện pháp này tiềm ẩn nhiều rủi ro và hệ lụy như vẫn có khả năng mang thai ngoài ý muốn không ngăn ngừa được các bệnh lây nhiễm, tăng nguy cơ di tinh, lãnh cảm Hãy xem video sau điều rõ hơn về vấn đề này Đầu tiên chính là quan hệ xuất ngoài là gì? Có mang thai không? Quan hệ xuất ngoài đề cập đến tình trạng nam giới rút dương vật ra khỏi âm đạo trước khi xuất tinh và thực hiện việc phóng tinh ở bên ngoài. Biện pháp này thường được nhiều cặp đôi lựa chọn để giảm nguy cơ mang thai và đem đến cảm xúc chân thật khi quan hệ tình dục. Các biện pháp ngừa thai như là uống thuốc này, sử dụng bao cao su và đặt vòng tránh thai thường mất thời gian chuẩn bị, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và chất lượng cuộc yêu. Ưu điểm của biện pháp xuất tinh ngoài là dễ thực hiện, không phải sử dụng thuốc và không cần chuẩn bị từ trước như bao cao su hay các biện pháp ngừa thai khác. Theo lý thuyết thì tinh trùng không được phóng thích và âm đạo sẽ không gặp được trứng và sẽ không xảy ra hiện tượng thụ tinh là mang thai. Tuy nhiên trên thực tế thì biện pháp này vẫn có khả năng mang thai ngoài ý muốn do dương vật có thể tiếp một ít dịch của chứa tinh trùng và âm đạo trong khi quan hệ. Ngoài ra việc phóng thích ở gần âm đạo cũng có thể khiến tinh dịch chảy ngược vào bên trong tử cung và tăng nguy cơ mang thai. Như vậy có thể thấy quan hệ xuất ra ngoài có khả năng ngừa thai kém hơn so với việc sử dụng thuốc đặt vòng tránh thai và dùng bao cao su. Vậy quan hệ xuất ra ngoài có ảnh hưởng gì không? Ngoài khả năng ngừa thai kém, quan hệ xuất ra ngoài còn có thể gây ra một số ảnh hưởng như, đầu tiên chính là vẫn có khả năng mang thai. Thống kê cho thấy rằng có đến 25% trường hợp mang thai ngoài ý muốn do áp dụng biện pháp quan hệ xuất ngoài. Thực tế thì biện pháp này có rất nhiều rủi ro như dương vật có thể tiếp một ít dịch khi giao hợp, nam giới không kịp thời rút dương vật ra trước khi xuất tinh hoặc dương vật phóng tinh lên cơ thể nữ giới và chạy ngược vào âm đạo. Khi quan hệ xuất ra ngoài có mang thai hay không? Quan hệ xuất ra ngoài vẫn có khả năng mang thai ngoài ý muốn. Đến nay thì biện pháp quan hệ xuất ngoài không được đánh giá cao trong việc ngăn ngừa có thai ngoài ý muốn. Để giảm thiểu nguy cơ thụ thai, bạn nên thực hiện các biện pháp hiệu quả khác như dùng bao cao su, thuốc diệt tinh trùng, que cấy tránh thai, vòng tránh thai và miếng dán tránh thai và màng ngăn âm đạo. Thứ hai chính là không ngăn ngừa được các bệnh lây nhiễm biện pháp quan hệ xuất ngoài không có khả năng ngăn ngừa các bệnh lây nhiễm của đường tình dục như là lậu, sùi màu gà, giang mai. Theo các chuyên gia, thì virus và vi khuẩn gây bệnh có thể lây qua hoạt động cọ sát hoặc tiếp xúc với dịch nhầy từ cơ quan sinh dục. Vì vậy, quan hệ xuất ra ngoài không thể phòng ngừa các bệnh lý vây. Hiện nay, thì biện pháp ngừa thai và tránh lây nhiễm các bệnh tình dục hiệu quả nhất là sử dụng bao cao su. Thứ ba, chính là ảnh hưởng đến khoái cảm của cả hai. Dương vật có xu hướng cương cứng và phóng thích tinh dịch khi đạt được khoái cảm cực độ. Tuy nhiên, hiện tượng này rút ra dương vật ra đột ngột có thể làm giảm cảm giác khoảng mãn của nam giới và gây ra tâm lý hụt hẫng của bạn tình. Tình trạng rút dương vật đột ngột có thể ảnh hưởng đến khoái cảm và tâm lý của cả hai bên. Thống kê cho thấy rằng hơn 80% cặp đôi quan hệ xuất ngoài đều không thực sự lên đỉnh và cảm thấy thỏa mãn sau khi ân ái. Tình trạng này kéo dài có thể ảnh hưởng đến khoái cảm của cả hai, dẫn đến hiện tượng giảm ham muốn và không còn hứng thú khi ân ái. Thứ tư chính là bạn tình có nguy cơ lãnh cảm. Nữ giới thường khó đạt được khoái cảm hơn so với nam giới, vì vậy nếu thường xuyên rút dương vật khi đang ân ái, nữ giới dễ gây vào trạng thái hụt hẫng, khó chịu, bứt rứt và lâu dài dễ gây lãnh cảm. Thứ năm, dễ mắc chứng di tinh di tinh là tình trạng nam giới phóng tinh nhưng không có cảm giác kích thích hay thỏa mãn đây là một trong những hệ quả thường gặp nhất của biện pháp quan hệ xuất ra ngoài theo lý giải từ các chuyên gia tình trạng rút dương vật ra khỏi âm đạo khi đang cao trào có thể kích thích thần kinh trung ương làm giảm hưng phấn và dần dần mất cảm giác khi phóng tinh Quý vị và các bạn thân mến, quan hệ xuất ngoài là biện pháp ngờ thai đơn giản và dễ thực hiện. Tuy nhiên, trên thực tế, biện pháp này tiềm ẩn nhiều rủi ro so với hệ lụy như khả năng ngờ thai kém, không ngăn ngừa lây nhiễm các bệnh tình dục và ảnh hưởng đến khoái cảm của cả hai. Vì vậy, các cặp đôi nên trang bị kiến thức cần thiết nhằm giảm thiểu nguy cơ có thai ngoài ý muốn, đồng thời bảo vệ sức khỏe của bản thân và bạn tình. Và hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn những sản phẩm an toàn như mãnh lực dương. Sản phẩm được bán với giá dao động khoảng 850.000 đồng trên một hộp gồm 50 viên. Công dụng của mạnh lực dương là giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý nam giới, giúp làm giảm nguy cơ mãn dục nam, hỗ trợ giảm triệu chứng đau lưng mỏi gối do so thận hư. Cách sử dụng như sau: uống hai lần mỗi lần một viên vào buổi trưa và buổi tối sau 30 phút. Đối tượng sử dụng là ai? Dùng cho nam giới trưởng thành suy giảm chức năng sinh lý, đau lưng mỏi gối do so thận hư. Cảnh cáo sức khỏe như thế nào? không sử dụng cho nam giới dưới 18 tuổi, những người mẫn cảm với bất kỳ một thành phần nào của sản phẩm. Không nên uống rượu bia khi sử dụng vì sẽ làm giảm tác dụng của sản phẩm. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nên bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nắng trực tiếp và để xa tầm tay của trẻ em. Các bạn có thể mua sản phẩm Mãnh Lực Dương qua hotline hoặc Zalo số 089 991 8585 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm cũng như tình trạng bệnh lý của từng người cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh mãnh lực dương và chung thông báo ở phía bên phải màn hình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn